Trong số trước, chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu về những món ăn yêu thích và ghét của hai cô bạn đồng niên trong Rakin là Rose và Lisa. Có thể thấy rằng cả hai cùng tuổi, có cả danh sách những món ăn yêu thích cũng khá là phong phú. Còn hai thành viên còn lại thì sao? Liệu Jisoo và Jennie có cùng sở thích ăn uống giống hai em không? Vậy thì trong tập lần này chúng ta cùng nhau khám phá về sở thích ăn uống của hai chị lớn nhà hát Hương nha. 3. Jisoo. Tuy không được mệnh danh là thánh ăn của nhóm, nhưng chị cả cũng có cả một bộ sưu tập món thích rất đa dạng. Đầu tiên là chocolate. Cũng giống như Lisa, Jisoo rất thích món ăn này. Trong chương trình Wednesday Food Talk mà cô nàng trở thành khách mời, Visual nhà đen hồng đã chia sẻ rằng chocolate là món ăn cô rất thích. Jisoo cũng từng chia sẻ rằng cảm giác đói khiến cô cảm thấy rất khó chịu, và việc lấp đầy cơn đói một cách nhanh chóng bằng một miếng chocolate ngọt liệm thì còn gì tuyệt vời bằng. Sở thích tiếp theo của cô là sữa. Thức uống này cũng được các fan khai phá ra trong chương trình Noel Brother. Rose đã chia sẻ nỗi bận tâm của mình đối với Jisoo, rằng chị cả dạo này uống rất nhiều sữa, thậm chí khi mở tủ lạnh ra toàn sữa của cô chị. Và Jisoo cũng phải thú nhận rằng, em đã tự chọn ngăn thứ hai là ngăn đựng sữa của riêng mình. Và khi ai bỏ thứ gì vào ngăn đó, em liền bỏ ra và lại lấp đầy bằng sữa yêu thích của mình. Và niềm yêu thích đó của cô còn được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của cả nhóm, khi các thành viên nhận được câu hỏi ai là người ăn vặt nhiều nhất trong ngày. Thì Rose đã trả lời là chị Jisoo, còn nói thêm, trong khi vừa nói chuyện với mình trong vòng 10 phút, chị cả đã sửa đẹp hết 3 loại sữa khác nhau. Màn bốc phút này khiến nàng Visual tự thanh minh rằng chị muốn cao thêm hơn thôi. Thế nhưng Lisa lại tạt cho cô một ca nước lạnh, chị à, chị hết cao được rồi, và Jisoo vẫn khẳng định mình vẫn chưa hết cao nha, khiến dân tình vừa buồn cười, vừa thương cho thân phận chị cả bị tụi em cùng nhau bốc phút. Thứ ba là cơm. Trong chương trình Weekly Idol tập 227, khi được hỏi về món ăn yêu thích, chị cả đã mạnh miệng chia sẻ mình ăn được rất nhiều món. Nhưng sau một hồi hỏi và trả lời thì Jisoo đã rất chắc chắn với cơm và chị cơm. Hay trong một phỏng vấn nhân kỷ niệm một năm ra mắt của Blackpink với Star Root, khi trả lời về độ hiểu nhau, Jennie đã nói rằng chị cả Jisoo rất thích ăn cơm. Và chị ấy đã nhắc cơm rất nhiều lần trên các chương trình khác nhau, đủ thấy độ mê cơm của chị cả rồi nha. Thứ tư là thích ăn cay. Bên cạnh những món ăn đã kể trên, các fan của Hắc Hường đều biết cô nàng thích ăn cay. Trong một lần trò chuyện cùng fan trên CH Cộng, khi được người hâm mộ đề xuất món sandwich, thì Jisoo đã trả lời, mặc dù cô không khoái món này lắm, nhưng nếu ăn sandwich thì sẽ cho thêm phần tương cay nhiều nhất có thể. Hay trong một lần khác, khi chị cả nhà đen hồng một mình tham gia chương trình Delicious Rendezvous, trong một phân cảnh dàn cast đang khá là bốc hỏa vì ramen cay, ngược lại chỉ có mình cô ăn rất ngon miệng và cảm thấy hạnh phúc vì được ăn món yêu thích. Cô nàng ăn ngon đến mức các thành viên còn lại đều phải khen Jisoo ăn cay rất giỏi. Sở thích thứ năm là mì. Trong khi các nữ idol khác thường tránh hoặc hạn chế ăn mì vì dễ bị phù, thì chị cả nhà Hắc Hường thì ngược lại. Jisoo có vẻ là một tín đồ của mì. Cô từng chia sẻ rằng mình sẽ ngay lập tức cảm thấy hối hận nếu cố ý lờ đi món mì. Một điều thú vị khác mà Jisoo từng chia sẻ trong show Noel Brother, mặt em nhìn gầy trong khi các thành viên khác lại có má tròn, và em cũng muốn mình trông đáng yêu như vậy. Cho nên em luôn ăn ramen trước khi ghi hình để gương mặt hơi sưng lên một chút. Chia sẻ này khiến fan không khỏi thích thú về độ dễ thương và cách làm mặt phúng phính có 102 của chị cả. Cuối cùng trong sở thích của Jisoo là dâu. Ngoài những món ăn khiến chị cả nhà đen hồng mê mẩn kể trên, thì dâu tây là loại trái cây được Jisoo yêu thích không kém. Sở thích này của cô nàng được Jennie tiết lộ qua cuộc phỏng vấn với Star Road nhằm khám phá mức độ hiểu nhau giữa các thành viên. Và Jennie gần như ngay lập tức đưa ra đáp án dâu tây. Qua đây có thể thấy rằng Jisoo thật sự yêu thích nó. Bên cạnh những món ăn khiến Jisoo mê mẩn thì có rất nhiều món khiến cô nàng lắc đầu không thôi. Đầu tiên là nước dừa đóng chai. Mở đầu danh sách dessert của Jisoo có lẽ là món được rất nhiều người hâm mộ biết đến. Trong show thực tế đầu tiên của nhóm Blackpink House, khi cả 4 thành viên có cơ hội đến thăm quê nhà của em út Lisa cũng như thưởng thức ẩm thực Thái Lan. Khi phục vụ mang lên những quả dừa tươi và các thành viên còn lại không ngần ngại uống thử, thì chị cả lại rất cẩn trọng trong việc thử món này. Jennie thấy thế liền nói, chị không thích nước dừa mà. Cho đến khi cảm nhận được vị dừa tươi nguyên chất, thì Jisoo mới thốt lên, cái này khác nước dừa đóng chai, và sau đó thưởng thức nước dừa nguyên chất một cách đầy thích thú. Kể ra mới biết là do ở hàng dừa không phải là loại trái cây thịnh hành, thay vào đó là nước dừa đóng chai và vị của nó quá ngọt nên khiến cô nàng không thích. Tiếp theo là xoài. Cũng trong tập này, cả 4 thành viên được thưởng thức tay nghề nấu ăn của ba Lisa, đến khi món xôi xoài được mang ra, thì chị cả nhà Hắc Hường đã bày tỏ rằng mình không thích xoài. Sau khi nghe câu đó thì ba của Lisa đã tặng cho cô nàng một loạt bày tỏ sự đồng quan điểm. Có vẻ như Jisoo đã tìm được đồng minh,
khi có một người cùng ghét xài như mình. Món không thích thứ ba là hải sản. Danh sách đen những món ăn không thích của Jisoo chưa dừng lại ở đó. Trong lần phỏng vấn với Star Road 2019, khi được hỏi về món ăn mà Jisoo không thích, em gái Jennie đã nhanh chóng trả lời rằng chị cả không thích hải sản, đặc biệt là nghêu và hàu. Qua chương trình này, các fan được dịp biết thêm về vô số món yêu và ghét của hội chị em. Thứ 4 là canh giá đỗ. Chưa dừng lại ở đó, lại thêm một cái tên mới góp vui trong danh sách đen những món ăn khiến cô nàng visual nhà hát Hường không thích, đó chính là giá đỗ xanh. Trong một lần trò chuyện với fan trên CH Cộng, Jisoo đã nhờ các fan đề xuất cho cô nàng một món ăn cho ngày mới. Được biết khi đó chị cả không được khỏe, nên có fan đề xuất cô nàng ăn canh giá đỗ cay vì nó tốt cho người bị cảm lạnh, và được Jisoo trả lời rằng, ôi không, mình không thích canh giá đỗ đâu. Nhìn chiều cao của mình là biết, mình không thích cái phần vàng vàng trên giá đỗ, nhưng nếu ngắt bỏ phần đó đi mới ăn, thì lại có vẻ kén chọn quá, nên mình bỏ qua món giá đỗ luôn. Qua câu trả lời của cô nàng, thì có thể thấy Jisoo như muốn nói rằng, vì mình không thích ăn canh giá đỗ, nên mới không được cao đó. Cuối cùng là cà rốt. Cũng trong lần trò chuyện với fan này, Kathleen cũng nhanh chóng phát hiện ra cô nàng cũng không có thiện cảm với loại củ này. Cụ thể là khi có fan đề xuất món cà ri nấu với cà rốt, thì chị cả nhà đen hồng đã phản hồi rằng, ôi sao mọi người ăn được cà rốt thế nhỉ? Mình không có chút ký ức nào về việc thưởng thức cà rốt một cách ngon lành cả. Sau đó khi nàng Visual còn chia sẻ rằng, nếu ăn món cà ri, thì trong đó sẽ không có sự hiện diện của cà rốt. Cũng qua lần trò chuyện này mà các fan của chị cả chợt phát hiện ra cô nàng hơi khó tính trong việc ăn uống. Qua đây người hâm mộ còn đặt thêm cho cô nàng biệt danh Jisoo khó chịu nữa đó. 4. Jennie. Nàng rapper cũng có những món ăn yêu thích như hội chị em. Đầu tiên là sữa chua Hy Lạp. Điều này được cô chia sẻ trong Harper's Bazaar Hàn Quốc. Khi được hỏi món ăn mà cô yêu thích gần đây, thì ngay lập tức câu trả lời của cô là sữa chua Hy Lạp. Cô còn nói thêm, khi mà em rất đói trước buổi tập Palace, có một cửa tiệm sữa chua Hy Lạp ngay cạnh nơi em tập, và nó rất ngon, đó là lý do tại sao em hay ăn nó dạo gần đây. Cô có thể kết hợp nó với nhiều loại trái cây và khiến món ăn ngon hơn. Kathleen giờ đã hiểu tại sao nàng Mandoya vừa đẹp mà dáng vừa chuẩn rồi nha. Thứ hai là cơm cháy. Khi nhắc về món ăn có thể khiến tâm trạng của giọng ca solo ngay lập tức trở nên thoải mái, phải kể đến cơm cháy. Trong phỏng vấn cùng tạp chí Elle, Jennie đã chia sẻ rằng mình thích ăn cơm cháy và có thể ăn nó lúc đi du lịch, đi làm hay ở nhà. Thậm chí, nàng Mando còn mang theo món ăn này trong túi của mình mỗi ngày nữa. Thứ ba là món mì ramen. Sở thích này cũng giống như chị cả Jisoo, cụ thể là cô nàng thích ăn mì. Giọng ca solo từng chia sẻ trong một live rằng mình có thể nhịn được mùi của một số món ăn hấp dẫn khác, nhưng khi nghe đến mùi vị đặc trưng của mì thì lại không kìm lòng được. Trong show Bí mật làng Mitsuri mà Jennie tham gia, cô nàng đã không ngừng vỗ tay như một cách bày tỏ sự yêu thích và hạnh phúc khi được thưởng thức mì sau 5 tháng không ăn món này. Thứ tư là bánh mì sandwich. Danh sách những món ăn yêu thích của main rapper nhà đen hồng lại thêm một thành viên mới. Cũng trong phỏng vấn Star Road năm 2019, chị cả chia sẻ rằng Jennie rất thích ăn các loại bánh mì sandwich, và hương vị của món ăn này sẽ thêm phần hoàn hảo nếu trong đó được thêm vài lát bơ ti bên trong. Có vẻ như một người ghét bơ như Rose lại không thích điều này. Và cũng trong chương trình này, Jisoo cũng trả lời chính xác trái cây yêu thích của Jennie là quả dâu. Có vẻ đây là trái cây quốc dân của hội chị em, khi Jisoo và Lisa cũng cùng sở thích này. Và cũng như các thành viên khác trong nhóm, mặc dù có thể ăn và yêu thích khá nhiều món, tuy nhiên vẫn có những món ăn khiến Jennie không hề yêu thích một tí nào, đó chính là pizza. Mặc dù là một tín đồ yêu thích bánh mì sandwich, nhưng cây rap chính nhà đen hồng lại không hề thích pizza một chút nào. Việc Jennie không thích ăn pizza được chị lớn nhà hát Hường chia sẻ trong phỏng vấn năm 2019 với Star Road. Jisoo còn giải thích rằng, bởi vì Jennie không thích món này, nên cả nhóm cũng không đặt pizza về nhà luôn. Đến hiện nay, món ăn mà nàng rapper Hắc Hường không thích mà chúng mình tìm hiểu được đang dừng lại ở món pizza. Không biết có link nào biết thêm về món ăn nào nữa không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ thêm với kênh nhé! Qua đây ta thấy được nhiều sở thích của hội đen hồng, cũng có những sở thích như bao người. Các link chắc sẽ có cùng sở thích yêu ghét giống chị em nhà ta. Có thể là có những sở thích khác người, với những sự kết hợp kỳ lạ với kim chi của Rose, hay sở thích healthy như Jennie, hoặc thích ăn đồ ăn cay như chị cả, thậm chí là thích các món ăn truyền thống như Lisa. Nhưng chung quy lại tất cả, rapping đều sống và lựa chọn theo cách mà họ muốn thể hiện. Và mỗi cá nhân là một bản thể duy nhất, các linh ở mỗi chúng ta cũng luôn là như vậy nhé. Đừng là một ai cả, hãy dám làm, dám thể hiện sở thích và cái nhìn riêng biệt để không có ai có thể thay thế được chính chúng ta. Còn các bạn thấy những sở thích của hội đen hồng như thế nào? Hãy cùng bình luận phía dưới cho tụi mình cùng biết với nha.
Còn bây giờ nhớ đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo từ chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.